Ông bà xưa thường dặn không được cắt móng tay móng chân vào buổi tối, hóa ra là có lý do. Người xưa cho rằng cắt móng tay móng chân vào buổi tối sẽ mang đến những điều không may mắn. Sự thật có phải như vậy không? Móng tay móng chân là một bộ phận bao phủ của da, có tác dụng bảo vệ ngón tay và ngón chân. Khi móng tay và móng chân mọc quá dài thì phải cắt ngắn đi, bởi ít nhiều nó sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày. Không chỉ vậy, cắt móng tay móng chân là một việc làm tốt cho sức khỏe. Lý do là khi móng tay móng chân quá dài, đây sẽ thành nơi trú ẩn lý tưởng cho vi trùng vi khuẩn gây bệnh. Trong một gam móng tay cắt ra có tới 4 tỷ con vi trùng. Do đó, nếu không cắt móng tay, những vi khuẩn bụi bẩn đó sẽ vào cơ thể. Khi bạn dùng tay bóc thức ăn cho tay vào mồm, ảnh hưởng xấu cho sức khỏe. Ông bà ta vẫn dặn rằng không được cắt móng tay sau 6 giờ tối, nếu không sẽ gặp những điều không may, thậm chí tổn hại đến tuổi thọ của mỗi người. Điều này không chỉ riêng ở nước ta, mà các quốc gia châu Á khác như Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc cũng tồn tại truyền thuyết này. Tuy nhiên, sự thật có phải là như vậy hay không? Có thể thấy, xa xưa khi chưa có điện, mọi hoạt động trong đêm tối được diễn ra trong ánh đèn dầu, đèn cầy rất mờ. Thêm vào đó, khi xưa, dụng cụ cắt móng tay không có, thường phải sử dụng kéo hay các vật sắc nhọn khác. Do đó, nếu cắt móng tay vào buổi tối, người xưa sẽ dễ dàng cắt phạm phải thịt, dễ gây thương tích. Tuy nhiên, điều này chúng ta có thể giải thích theo mặt khoa học. Một cách dễ hiểu, móng tay như một tấm lá chắn, giữ gìn sự ổn định, an toàn cho các chi, tăng cường sự mẫn cảm cho móng tay khi tiếp xúc. Hơn nữa, móng tay gần dây thần kinh ở đầu ngón tay có tác dụng điều tiết mạch máu, điều hòa thân nhiệt. Do đó, vào mỗi buổi tối, thần kinh mệt mỏi mà lại tác động đến khu vực này thì không nên. Do đó, gạt bỏ những yếu tố tâm linh đi, hiểu theo yếu tố khoa học, đã có lý do để bạn nên cắt móng tay móng chân vào ban đêm này rồi nhé.